Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Phật tính trong tâm mỗi người. Trong mỗi người có một khả năng tự soi rọi, tự làm cho mình thay đổi, tự làm cho mình đồng nhất với chân lý, tự hướng vào tâm để truy cầu cái lý bát nhã. Ở đó có thanh tịnh tinh không, ở đó có thực thể bất sinh bất diệt. Vì thế nói gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, của quý trong nhà đó chính là tâm bản thể. Sinh tự tâm sinh, diệt tự tâm diệt. Không phải tìm chân lý và sự giải thoát từ thế giới ngoại tại, mà tìm sự siêu diệt từ nội tại. Có thể dập tắt sinh diệt từ trong chính sinh diệt, thoát ra luân hồi từ trong chính luân hồi, từ ngay trong bể khổ mà nhìn thấy cực lạc, giữa biển sóng trào dâng mà thấy được mặt biển thanh tĩnh. Đó là khởi đầu của cư trần lạc đạo. Sơ tổ phái Trúc Lâm Trần Nhân Tông năm 1258 đến năm 1308. Tam tổ Trúc Lâm giảng giải, Hòa thượng Thích Thanh Từ. Diễn đọc Tuệ Ngọc Vân Vân. Ngài tên Húy là Khâm, con trưởng vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu. Sanh ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ năm 1258. Ngài tuy ở vị sang cả mà tâm hâm mộ thiền tông từ thuở nhỏ. Năm 16 tuổi được lập làm hoàng thái tử, ngài cố từ để nhường lại cho em mà vua cha không chịu. Dù cưới trưởng nữ của Nguyên Từ Quốc Mẫu cho ngài, tức là Khâm Từ Thái Hậu sau này. Sống trong cảnh vui hòa hạnh phúc ấy mà tâm ngài vẫn thích đi tu. Một hôm vào lúc giữa đêm, ngài trèo thành trốn đi, định vào núi Yên Tử. Đến chùa tháp ở núi Đông Cứu thì trời vừa sáng. Trong người mệt nhọc quá, ngài bèn vào nằm nghỉ trong tháp. Vị sư trụ trì ở đây thấy ngài tướng mạo khác thường, liền làm cơm thết đãi. Vua cha hay tin, sai các quan đi tìm thấy. Ngài bất đắc dĩ phải trở về. Năm 21 tuổi, ngài lên ngôi hoàng đế năm 1279. Tuy ở địa vị cửu trùng mà ngài vẫn giữ mình thanh tịnh để tu tập. Thường ngày, ngài đến chùa Tư Phước trong đại nội tu tập. Một hôm nghỉ trưa, ngài thấy trong rốn mọc lên một hoa sen vàng lớn bằng bánh xe. Trên hoa sen có Đức Phật vàng. Có người đứng bên cạnh chỉ ngài, nói: biết ông Phật này chăng? Là Đức Phật biến chiếu. Tỉnh giấc, ngài đem việc đó tâu lên vua cha. Vua Thánh Tông khen là việc kỳ đặc. Ngài thường ăn chay lạc, thân thể gầy ốm. Thánh Tông thấy thế lấy làm lạ, nên hỏi nguyên do. Ngài trình thật với cha. Thánh Tông khóc bảo: nay ta đã già, chỉ trông cậy một mình con lại làm như thế, làm sao gánh vác được sự nghiệp của tổ tiên. Ngài nghe vậy cũng rơi nước mắt. Con người ngài rất thông minh hiếu học, đọc hết các sách vở, suốt thông nội điển kinh và ngoại điển sách đời. Những khi nhàn rỗi, ngài mời các thiền khách bàn giải về tâm tông, thiền, tham học thiền với thượng sĩ Tuệ Trung, thâm đắc đến chỗ thiền tủy. Đối với thượng sĩ, ngài kính lễ làm thầy. Những khi giặc nguyên sang quấy rối,
Ngài phải xếp việc kinh kệ để lo giữ gìn xã tắc. Nhờ tình đoàn kết quân dân, Ngài đã hai lần, năm 1285 và năm 1288, đuổi được quân Nguyên, giữ gìn trọn vẹn đất nước. Dưới triều đại Ngài, hai cuộc hội nghị nổi tiếng được ghi vào sử sách là Hội nghị các tướng lãnh ở Bình Thang, Hội nghị những bô lão trong cả nước ở Diên Hồng để bàn mưu kế, tỏ quyết tâm chống giặc. Năm Quý Tỵ, năm 1293, Ngài nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông, lên làm Thái Thượng Hoàng. Ở ngôi Thái Thượng Hoàng để chỉ dạy cho con được 6 năm, Ngài sắp đặt việc xuất gia. Đến tháng 10 năm Kỷ Hợi, năm 1299, Ngài xuất gia vào tu ở núi Yên Tử. Ở đây, Ngài chuyên cần tu tập theo hạnh Đầu Đà, khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Dân Đại Đầu Đà. Sau đó, Ngài lập chùa, cất tinh xá, khai giảng để tiếp độ chúng tăng. Học chúng đua nhau đến rất đông. Sau, Ngài đến chùa Phổ Minh ở Phủ Thiên Trường, lập giảng đường giảng dạy mấy năm. Ngài lại dân du đến trại Bố Chánh, lập am tri kiến rồi ở đó. Đến năm Giáp Thìn, năm 1304, Ngài dạo đi khắp nơi, khuyên dân dẹp bỏ những dâm từ, miếu thờ thần không chánh đáng, và dạy họ tu hành thập thiện. Vào mùa đông năm ấy, vua Anh Tông dâng biểu thỉnh Ngài về Đại Nội để truyền giới Bồ Tát tại gia. Sau đó, Ngài chống gậy đến chùa Sùng Nghiêm ở núi Linh Sơn để truyền bá Thiền Tông. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm Mậu Thân, năm 1308, Ngài sai Pháp Loa đến huyện Siêu Loại tại Báo Ân Thiền Tự, khai giảng trụ trì. Tháng 4 năm ấy, Ngài đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang Kiết Hạ và sai Pháp Loa khai giảng trụ trì. Chính Ngài giảng truyền Đăng Lục, bảo Quốc Sư Đạo Nhất vì chúng giảng Kinh Pháp Hoa. Bãi hạ, Ngài vào núi Yên Tử, đuổi hết những người cư sĩ theo hầu hạ và những kẻ nô dịch trong chùa, không được chực hầu như trước. Chỉ để lại 10 vị thị giả thường theo Ngài. Ngài lên ở am Tử Tiêu vì Pháp Loa giảng truyền Đăng Lục. Thị giả xuống núi gần hết, duy có đệ tử Thượng Túc là Pháp Loa còn ở thôi. Từ đây, Ngài leo khắp các núi, tìm kiếm các hang động ở tại Thạch Thất. Pháp Loa thấy thế, bạch: Tôn Đức tuổi đã già yếu mà xông pha trong sương tuyết, lỡ có bề gì thì mạng mạch Phật Pháp trông cậy vào ai? Ngài bảo: Ta thời tiết đã đến, muốn tạo cái kế lâu dài vậy. Ngày mùng 5 tháng 10 năm ấy, người nhà của công chúa Thiên Thụy lên núi bạch Ngài. Công chúa Thiên Thụy bệnh nặng, mong được thấy Tôn Đức rồi chết. Ngài bùi ngùi bảo: Thời tiết đã đến vậy. Ngài bèn chống gậy xuống núi, chỉ cho theo một người thị giả. Ngày mùng 10, Ngài về đến kinh, dặn dò xong, ngày rằm Ngài trở về núi. Ngài dừng nghỉ ở chùa Siêu Loại. Hôm sau vừa rạng đông, Ngài đi bộ đến chùa làng Cổ Châu, tự đề bài kệ rằng: Thế số nhất tức mặt, thời tình lưỡng hải ngân, ma cung hồn quảng thậm, Phật quốc bất thắng xung. Nghĩa là: Số đời một hơi thở, lòng người hai biển vàng, cung ma dồn quá lắm, cõi Phật vui nào hơn. Đến ngày 17, Ngài dừng nghỉ ở chùa Sùng Nghiêm tại Linh Sơn, tuyên từ Hoàng Thái Hậu thỉnh Ngài vào am Bình Dương cúng trai. Ngài vui vẻ nói: Đây là bữa cúng dường rốt sau.
Ngày 18, Ngài lại đi bộ đến chùa Tú Lâm ở ngọn An Kỳ Sanh. Nghe nhức đầu, Ngài gọi hai vị tỳ kheo trong chùa bảo: "Ta muốn lên ngọn Ngoại Dân mà chân không thể leo nổi, phải làm sao?" Hai vị tỳ kheo bạch: "Hai đệ tử có thể giúp được." Đến Am Ngoại Dân, Ngài tạ hai vị tỳ kheo rằng: "Xuống núi tu hành đi, chớ xem thường việc sanh tử." Ngày 19, Ngài sai thị giả Pháp Không lên Am Tử Tiêu ở núi Yên Tử, gọi Bảo Sát đến đây gấp. Ngày 20, Bảo Sát quậy gói sang, đi đến Doanh Tuyền, thấy một dần mây đen từ ngọn Ngoại Dân bay qua Lỗi Sơn và hạ xuống Doanh Tuyền. Nước đầy tràn lên cao mấy trượng, giây lát lại bình xuống. Lại thấy hai con rồng đầu bằng đầu ngựa ngóc cao hơn trượng, hai con mắt như sao, chốc lát lại lặn xuống. Đêm ấy, Bảo Sát nghỉ trong quán trọ dưới núi, mộng thấy điềm chẳng lành. Ngày 21, Bảo Sát đến Am Ngoại Dân. Ngài trông thấy mỉm cười bảo: "Ta sắp đi đây, nhà ngươi đến sao trễ vậy? Đối với Phật Pháp, ngươi có chỗ nào chưa rõ, hãy nói mau." Bảo Sát hỏi: "Như khi Mã Tổ bệnh, Diện Chủ hỏi, những ngày gần đây tôn đức thế nào?" Mã Tổ bảo: "Mặt trời Phật, mặt trăng Phật." Nói thế, ý chỉ làm sao? Ngài lớn tiếng đáp: "Ngũ đế tam hoàng là vật gì?" Bảo Sát lại hỏi: "Chỉ như hoa sâm xê chừ gấm sâm xê, trái đất nam chừ cây đất bắc, lại là sao?" Ngài đáp: "Làm mù mắt ngươi." Bảo Sát bèn thôi: "Suốt mấy hôm trời đất u ám, chim dượng kêu hót rất bi thảm. Đến ngày mùng 1 tháng 11, đêm nay trời trong sao sáng, Ngài hỏi Bảo Sát: "Hiện giờ là giờ gì?" Bảo Sát bạch: "Giờ Tí." Ngài lấy tay vén màn cửa sổ nhìn xem, nói: "Đến giờ ta đi." Bảo Sát hỏi: "Tôn đức đi đến chỗ nào?" Ngài nói kệ đáp: "Nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi liễu giả." Nghĩa là: "Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền, nào có đến đi ấy vậy." Bảo Sát hỏi: "Chỉ như khi chẳng sanh chẳng diệt là thế nào?" Ngài liền nhằm miệng Bảo Sát tát cho một cái, nói: "Chớ nói mớ." Nói xong, Ngài bèn nằm như sư tử lặng lẽ mà tịch, vào niên hiệu Hưng Long thứ 16, năm 1308, thọ 51 tuổi. Pháp Loa theo lời di chúc của Ngài làm lễ quả táng, lượm ngọc cốt có 5 màu để vào bình. Vua Anh Tông cùng đình thần đem long giá rước ngọc cốt về tôn thờ nơi Đức Lăng và xây tháp ở chùa Dân Yên trên núi Yên Tử, để hiệu là Huệ Quang Kim Tháp, và dân tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tỉnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật. Ngài còn lưu lại những tác phẩm: 1. Thiền Lâm Thiết Chủy Ngữ Lục, 2. Đại Hương Hải Ấn Thi Tập, 3. Tăng Già Toái Sự, 4. Thạch Thất Mỹ Ngữ, do Pháp Loa soạn lại lời của Ngài.